chào mừng các bạn đến với chương trình thủ thuật photoshop được phát sóng định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần tại zing tv và mình là thùy uyên các bạn hãy chia sẻ thắc mắc những vấn đề về photoshop qua email thùy uyên a thùy uyên info mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn xử lý cho các bạn ở những số tiếp theo của chương trình truy cập tại tv zing vn hoặc thùy uyên info để xem thêm hướng dẫn một số thủ thuật photoshop phong phú và đa dạng khác có một bạn gửi email về cho mình để hỏi về vấn đề là vẽ mấy cái shape theo hình dáng giống như là mấy cái logo như thế này à, thì bạn đó bạn không biết vẽ những cái shape mà hình ngôi sao nhiều cạnh như thế này hoặc là những cái hình cong cong giống như thế này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để vẽ những cái shape hình dáng như vậy. Thì đầu tiên là mình sẽ nói sơ qua về công cụ shape ha. Thì với công cụ shape thì mình có một cái group ở chỗ này. Cái group công cụ shape là phím tắt là chữ U. Thì với cái rectangle tool thì nghĩa là mình sẽ vẽ được những cái hình chữ nhật. Nếu mà giữ shape thì vẽ được hình vuông. Cái này thì ở bài custom shape, cái video clip thứ hai mình đã nói qua rồi. Đồng thời với cái công cụ thứ hai là cái công cụ vẽ hình chữ nhật bo góc. Thì với cái hình chữ nhật bo góc này các bạn có thể chỉnh cái thông số bo ở trên này Nhiều hay ít gì đó tùy nó nằm ở cái thông số radius Như vậy thì mình sẽ vẽ được hình chữ nhật hoặc là hình vuông bo góc Tới cái công cụ thứ ba là công cụ vẽ hình ellipse Thì bình thường các bạn sẽ vẽ được hình ellipse Còn nếu mà giữ ship thì vẽ được hình tròn Với cái công cụ polygon này là công cụ để vẽ hình đa giác Thì mặc định nó sẽ là hình đa giác 5 cạnh và các bạn có thể chỉnh cái thông số cạnh của nó ở cái size ở trên này. Tiếp theo nữa là công cụ line tool là để vẽ một đường thẳng. Các bạn thấy nó chỉ có một đường thẳng rất là nhỏ ở đây thôi. Còn cái công cụ cuối cùng là công cụ custom shape. Custom shape thì nó có rất là nhiều hình dạng. Cái này là ở trong cái bài thứ hai mình đã nói rồi. Ở đây mình có một số cái custom shape mặc định của Photoshop có sẵn. Các bạn có thể lấy nó ở trong mấy cái thư viện có sẵn ở trong này hoặc là các bạn download mấy cái shape về thì vô cái load shape ở đây để tải cái file đó vào. Thì với cái bài hôm nay mình hướng dẫn như thế này thì các bạn vẫn có thể lên trên mạng kiếm mấy cái custom shape của nó để tải về làm cũng được. Còn không nữa thì các bạn có thể tự mình tạo custom shape. Cách để các bạn vẽ những cái ngôi sao đó thì bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ là polygon ha. Polygon này thì thay vì mình vẽ cái này mình có thể chuyển nó thành 15 cạnh hoặc là bao nhiêu cạnh đó tùy ý các bạn thôi. Rồi các bạn thấy là ở trong trên cái thanh option này, chỗ cái icon setting ở đây, các bạn click vào thì nó sẽ cho mình chọn một số cái thông số này. Ví dụ như bây giờ mình click vào đây là cái star thì khi mà mình vẽ nó sẽ ra ngôi sao. Các bạn thấy cái số cạnh này là tùy vào cái cạnh mà mình nhập ở đây. Rồi bây giờ cái vòng ở trong này này nó nhỏ quá thì cái cạnh nó nhọn nhiều hơn thì bây giờ các bạn có thể chỉnh cái thông số đó ở chỗ cái indent Size by cái này nó đang là 53% ví dụ như là mình chỉnh nó xuống còn khoảng 20% thôi thì bây giờ mình vẽ một cái hình là các bạn thấy cái cạnh của nó đỡ nhọn hơn hồi nãy rồi thì cái thông số này cũng tùy các bạn muốn chỉnh bao nhiêu thì chỉnh với cách này thì các bạn đã có thể vẽ được cái hình đa giác mà góc cạnh giống như là trong cái file kia. Rồi bây giờ nếu mà trường hợp mình muốn vẽ cái này nó không phải là góc nhọn mà nó là góc tròn thì sẽ như thế nào? Bây giờ các bạn cũng chọn lại công cụ Polygon thì ở trong cái bảng setting ở chỗ này. Cái smooth ở phía trên này này, cái smooth corner là nó sẽ làm mềm cái góc của mình. Nếu mà các bạn click chọn thêm vào cái phần smooth corner ở trên này nữa thì các bạn vẽ các bạn sẽ thấy là nó giống như bông hoa vậy đó Nghĩa là khi mà các bạn nhìn các bạn để ý là Nó chỉ có mềm cái góc ở trên thôi cái Góc nhọn ở trên này thôi này Còn cái góc nhọn ở dưới này nó không mềm Có nghĩa là nó vẫn là nhọn Bây giờ mình có thể chọn một cái thông số cao hơn một xíu Cho các bạn nhìn cho nó dễ ha Thì bây giờ cái này thay vì là 10 Thì mình chọn nó lên lại là 10, 20 lại đi ha Rồi bây giờ ví dụ như là 20 này Các bạn vẽ một cái rồi, các bạn so sánh nó với lại cái hình ở trên này, hai cái này đều là 20 hết. Thì cái góc nhọn này nó biến thành góc tròn, còn cái góc nhọn ở dưới trong này nó vẫn là góc nhọn bình thường. Thì ở đây chúng ta vẽ được một cái shape là giống như cái hoa vậy đó. Nghĩa là cái cánh của nó thì tròn còn ở trong thì nhọn Còn bây giờ mình muốn cái ở trong này nó cũng tròn luôn, cũng cong luôn Thì mình sẽ quay trở lại cái bảng setting hồi nãy Mình click chọn thêm vô cái phần smooth intense ở dưới này click chọn thêm vào nữa rồi sau đó mình vẽ một cái hình. Thì lúc này các bạn thấy so sánh là các bạn thấy là mình đã vẽ được. Cái này là cái shape tròn ở trên mà nhọn ở dưới, còn cái này là cái shape tròn luôn, giống dạng như là sóng vậy đó. Đây là cách mà để các bạn vẽ những cái custom shape tùy ý của mình. Còn nếu mà các bạn quay lại, bây giờ các bạn chỉ chọn cái phần uh, smooth ở trong mà bỏ cái phần smooth ở trên này đi thì khi mà các bạn vẽ sẽ ra được cái hình như thế này. Có rất là nhiều cách cho các bạn vẽ. Thì bây giờ ví dụ như mình có một cái file này ha. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ add cho nó một số cái layer style hoặc là cái này các bạn có thể copy nó lên thành một cái nữa nè. Rồi scale nó lại nhỏ hơn. Ví dụ như vậy. Ok. Rồi bây giờ các bạn có thể vô đây add cho nó một cái stroke. Tăng size lên. Các bạn có thể làm bất kỳ cái gì đó tùy ý của mình. Đó, rất là dễ phải không? Với cái công cụ shape này mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Nếu mà bây giờ các bạn đã có được một cái shape này mà các bạn cảm thấy ưng ý rồi thì các bạn lại tiếp tục chọn vào cái layer đó. Bây giờ mình ví dụ mình chọn cái layer cái hoa này ha. Layer này, mình chọn vào layer này, chọn công cụ chữ A, path uh, selection, click chọn vào nó để chọn cái đường path này rồi sau đó vô edit, define custom shape. Rồi ok, đặt tên hoặc là không đặt tên cũng được tùy các bạn. Rồi bây giờ khi mà lần sau các bạn muốn xài lại lại vô custom shape nó sẽ nằm có sẵn ở trong này. Mình chỉ việc lấy ra mình xài thôi. Đó, đây là cách mà để mình vẽ những cái shape mình làm cho dễ. Rồi tiếp theo nữa là bạn hỏi mình cách để làm một cái background giống như thế này. Có nghĩa là những cái tia tia sáng như thế này này thì ở đây mình cũng sử dụng luôn cái màu của cái cái này cho dễ ha hoặc là các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái màu nào nó cũng được. Thôi mình chọn màu khác đi. Rồi bây giờ ví dụ như ở đây mình chọn một cái màu hồng thì cái phần background này mình cũng lấy cái màu hồng giống vậy rồi mình tăng cho nó nhạt hơn. Có nghĩa là sẽ có một cái đậm một cái nhạt ha. Rồi ok. Bây giờ với hai cái màu này thì làm background này chúng ta sẽ có hai cách để làm cách thứ nhất là bây giờ các bạn sẽ mở cái thanh thước này lên nghĩa là các bạn vô trong uh, view này rulers hoặc là phím tắt là ctrl r rồi tiếp theo nữa là các bạn click chọn vào trong cái snap cái snap ở đây thì uh, khi mà các bạn đã click vào cái snap rồi thì lúc này các bạn sẽ kéo cái đường gai có nghĩa là kéo một cái đường gai từ trên thanh thước này kéo xuống thì khi mà nó tới cái phần tâm của thiết kế của mình quỹ hình của mình nó sẽ tự hít vào tự hít vào tâm Đường này cũng vậy, các bạn các bạn kéo một đường thẳng vào thì đến tâm tự động nó sẽ hít vào. Lúc này thì các bạn đã có được một cái tâm ở giữa như vậy rồi. Thì tiếp theo đó là các bạn sẽ xài pen tool. Ở trên này các bạn chọn công cụ shape, chọn cái chức năng là shape luôn cho dễ ha. Fill là chọn cái màu ok. Rồi. Bây giờ với cái với cái công cụ path này, các bạn sẽ vẽ một cái tia, có nghĩa là bây giờ click điểm đầu tiên vào trong ngay cái tâm luôn rồi vẽ lên đây một đường. Rồi nối lại, khi mà mình đã có được một cái shape đầu tiên như thế này rồi, các bạn nhấn Ctrl T, nó hiện lên cái bảng Transform này. Thì bây giờ cái tâm của cái shape mình mới vẽ này là cái điểm đây, nó nằm ngay giữa này. Thì các bạn sẽ move cái điểm tâm ngay giữa này xuống cái góc nhọn của nó ở đây. Thì nếu mà để move cho chính xác cho chuẩn thì các bạn có thể click chọn ở trên cái nhỏ nhỏ trên này, chín cái điểm nhỏ trên này thì cái điểm sáng ở giữa là cái tâm nó đang ở giữa. Bây giờ các bạn click vào cái góc dưới bên trái. Điểm sáng xuống góc dưới bên trái thì tự động cái tâm nó sẽ chuyển từ giữa này xuống góc dưới bên trái này. Rồi tiếp theo nữa với cái góc chỗ này là góc xoay. Thì bây giờ cái hình của mình nó đang ở đây, các bạn có thể xoay cho nó khoảng bao nhiêu độ tùy các bạn. Ví dụ ở đây mình xoay 15 độ ha. Rồi mình ok. Enter. Khi mà mình đã xoay được một cái này rồi bây giờ tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhấn phím tắt là control shift alt t các bạn click một lần thì nó sẽ copy tiếp ra một cái shape nữa ở đây với cái lệnh hồi nãy bây giờ các bạn có thể click nhiều lần để cho nó xoay một vòng luôn rồi ok lúc này thì các bạn thấy là mình đã xoay được một vòng theo tất cả những cái shape hồi nãy mình chọn ở đây rồi thì bây giờ mình có thể rút Chọn mấy cái layer này mình group nó lại thành một group ha Còn cái background này thì mình sẽ tô cho nó một cái màu Tô cho nó một cái màu background Như thế này Cái màu này mình thấy không có được đẹp lắm ha Mình có thể chuyển cho nó một cái màu khác đi Rồi ví dụ như vậy Ok Đó lúc này thì các bạn đã thấy là mình đã có được một cái Background giống như hồi nãy rồi Chỉ khác ở đây là Cái màu sắc nó khác nhau thôi thì các bạn có thể Tự ý thay đổi màu sắc thế nào đó tùy các bạn Bây giờ mình lấy lại hai cái màu này ha. Nghĩa là lúc này thì mình đã xong được một cách. Bây giờ tiếp theo đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách thứ hai để làm cái hiệu ứng này. Đầu tiên mình cũng tạo một cái file mới đi ha. Rồi ok. Với cái file mới này, mình sẽ dùng công cụ radian chọn hai màu, hai màu mà các bạn muốn xài đó. Thì là nằm ở cái foreground và background đây rồi. Thì cái hình dáng thì sẽ chọn vào cái um, linear ở đây. Mode là normal, opacity là 100%. Đầy đủ hết. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ giữ phím shift, click một điểm ở trên. Giữ phím shift kéo thẳng xuống dưới. Để tạo một cái đường gradient, một cái tấm hình gradient như thế này. Sau khi mà các bạn đã có cái gradient như thế này rồi, các bạn sẽ vào trong menu filter. Chọn cái distort wave. Các bạn chỉnh thông số để kéo làm sao nhìn trong cái bạn review này thấy nó có sọc hai sọc mà đều nhau như thế này rồi các bạn ok thì lúc này khi mà mình đã có được cái sọc như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ vào trong menu filter chọn vào cái distort chọn polar coordinate click vào nó thì ở đây nó sẽ cho mình hai tùy chọn này thì các bạn sẽ chọn là từ rectangular to polar rồi ok thì lúc này tự động nó cũng sẽ biến thành những cái background giống hồi nãy mình làm thì đó là hai cách để cho các bạn tạo cái background với những cái đường tia tia ra như thế này. Còn lại thì là các bạn tùy chỉnh cái màu mà mình thích. Mình hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn nhiều hơn. Nếu các bạn thích những hướng dẫn của mình, vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.